Chào mừng các bạn đã quay trở lại với hồi ức thời chiến. Các bạn thân mến, kinh đô hay thủ đô luôn được coi là trái tim của một đất nước. Nó không chỉ là nơi đặt cơ quan đầu não điều hành quốc gia, còn là nơi quyết định sự thành bại, hưng thịnh của quốc gia đó. Trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào, chỉ khi chiếm được thủ đô của quốc gia đó thì cuộc chiếm mới coi như là giành chiến thắng và ngược lại. Chính vì tầm quan trọng của nó nên việc đặt thủ đô ở đâu là vấn đề luôn được các triều đại trong lịch sử cần lên đặt xuống. Thủ đô của Việt Nam hiện nay là Hà Nội, điều này thì ai cũng biết. Thế nhưng chắc chắn ít người biết rằng, trong quá khứ ông cha ta từng không quá chục lần rời đô đến khắp nơi trên dải đất hình chữ S. Mỗi lần rời đô lại là một quyết định mang tính lịch sử và không kể là do yếu tố bắt buộc. Tuy nhiên, dăm lần 7 lượt rời đô thì Hà Nội vẫn là địa danh được nhiều triều đại chọn là kinh đô nhất và nó cũng là địa điểm đặt kinh đô lâu dài nhất cho tới ngày hôm nay. Có điều, Hà Nội cũng là địa danh gây nhiều tranh cãi và khó hiểu nhất khi nó nằm gần nhất với Trung Quốc. Một cường quốc suốt chiều dài lịch sử có cả trăm lần tham vọng đánh chiếm Việt Nam. Vậy vì sao Việt Nam lại đặt thủ đô ở sát vách ông bạn hàng xóm lắm mưu nhiều kế này? Tại sao chúng ta không rời đô vào miền Trung hay miền Nam cho xa hẳn vạc dầu nóng, lúc nào cũng muốn đốt cháy biên giới của chúng ta? Tất cả đều có lý do của nó, và lý do thực sự là như thế nào thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Các bạn thân mến, nếu như nhìn trên bản đồ địa lý của Việt Nam, chúng ta có thể thấy rất rõ, thủ đô Hà Nội cách biên giới Trung Quốc ở tỉnh Lạng Sơn là khoảng 180 km. Còn nhớ trong quá khứ thì Trung Quốc quyết định đánh vào biên giới của Việt Nam vào năm 1979. Tướng lĩnh Trung Quốc khi đó đã hoành hoang tuyên bố rằng họ sẽ đánh Việt Nam trong vòng một tuần với tốc độ ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa ở Huế và ăn tối ở Sài Gòn. Điều đó có nghĩa là từ Trung Quốc mà tiến sang thủ đô Hà Nội của Việt Nam là khoảng cách rất gần và không an toàn một chút nào đối với một vị trí để đặt thủ đô của đất nước. Thế nhưng, ông cha ta vẫn nhiều lần quyết định chọn Hà Nội để làm kinh đô. Sau này là thủ đô vì nhiều lý do rất hợp lý. Trước hết, xét về lịch sử. Trở lại quá khứ, Việt Nam đã từng rất nhiều lần tìm địa điểm rời đô, không phải là Hà Nội. Kinh đô đầu tiên của Việt Nam là ở Phong Châu, tức Bạch Hạc, Phú Thọ ngày nay. Đây là khoảng thời gian 2.000 năm trước Công Nguyên, khi các bộ lạc người Việt từ phương Bắc hướng về phía Nam và định cư lâu dài ở Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nay. Các triều đại vua lạc Việt thuộc triều đại Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân và Hùng Vương đều đóng đô ở Phong Châu, nay là Bạch Hạc của tỉnh Phú Thọ. Thời kỳ Hùng Vương chưa có sử viết, chưa có chính sử, cho nên nhận thức về thời đại này ngoài sự nghiên cứu của các ngành như khảo cổ học, dân tộc học, nhân chủng học còn dựa vào các truyền thuyết dân gian mà theo cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, truyền thuyết có cái lõi là sự thật lịch sử. Theo đó, truyền thuyết Hùng Vương kể lại chuyện chọn đất đóng đô như sau. Ngày ấy, tổ tiên mình tìm đất đóng đô của nhà nước Văn Lang cũng thận trọng và cầu kỳ lắm. Đích thân vua đã đi nhiều nơi trong vùng Phú Thọ mà nay tương ứng thuộc địa danh Thanh Vân, Đồng Lĩnh, Núi Thắm, Thanh Ba, Ao Châu Hạ Hòa, Xuân Lộc Thanh Thủy và cuối cùng chọn vùng đất từ ngã ba sông Bạch Hạc tới quanh núi Nghĩa Lĩnh làm nơi đóng đô. Khi đó, vua Hùng đã đi mãi nơi này, nơi khác mà chưa tìm được nơi nào có thể định đô. Đi tới một vùng trước mặt ba sông hội tụ, hai bên có Tản Viên, Tam Đảo, Châu Về, đồi núi gần xa, khe ngòi quanh quất, thế đất bày ra như hình hổ phục, rồng trầu, tướng quân bắn nỏ, ngựa chạy rồng bay. Giữa những quả đồi xanh tốt ấy, thấy có ngọn núi đột ngột nổi lên như con voi mẹ nằm giữa đàn con. Vua lên núi nhìn ra bốn phía, thấy ba bề bãi rộng bồi đắp phủ xa, bốn mặt cây xanh, hoa tươi cỏ ngọt vừa trùng điệp vừa quanh co, có rộng mà phẳng, có hẹp mà sâu. Vua cả mừng khen rằng đây thực là đất họp muôn dân, đủ hiếm để giữ, có thế để mở, thế đất vững bền có thể dựng nước được muôn đời. Vua Hùng đặt đô ở đó, gọi tên là Thành Phong Châu. Phạm vi kinh đô Văn Lang kéo dài từ ngã ba sông Bạch Hạc về tới núi Nghĩa Lĩnh. Vùng đất địa linh này là đỉnh của tam giác Châu Thổ sông Hồng, có bãi sa bồi, có rừng núi và đồi, thoáng rộng và tiện thông thường giữa hai miền ngược và xuôi bằng đường thủy, lại có thế hiểm trở để chống giữ với các cuộc xâm lược của ngoại xâm. Thưa các bạn, đến các triều đại thục phán An Dương Vương, kỷ nguyên Văn Lang, Âu Lạc là kỷ nguyên dựng nước và giữ nước của quốc gia Việt Nam. Quốc hiệu là Âu Lạc. Các vị vua triều đại này đã chọn rời đô về Phong Khê, nay là Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Kinh đô tại đây được tồn tại trong vòng 50 năm, từ năm 258 đến 208 trước Công Nguyên. Truyền thuyết cũng kể lại rằng An Dương Vương lựa chọn vùng Cổ Loa để xây dựng kinh đô vì
Phong Khê, vùng Đông Anh, Hà Nội, lúc bấy giờ là vùng đất đông dân, địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ trù phú. Chưa kể, Phong Khê gần với sông Hồng, lại có sông Hoàng Giang chảy qua. Các dòng sông cung cấp nguồn nước dồi dào, nguồn thủy sản phong phú, đồng thời bồi tụ phù sa đất đai. Mặt khác, sông Hoàng là đường nối giữa sông Hồng ở mạn phía Nam và sông Cầu ở mạn phía Bắc. Chính vì vậy, đóng đô ở Phong Khê sẽ thuận lợi cho việc đi lại và phát triển sản xuất của cư dân. Vào năm 179 trước Công nguyên, khi Triệu Đà, một quan lại nhà Tần nổi lên chống nhà Tần, đã sáp nhập nước Âu Lạc của người Việt vào quận Nam Hải, lập thành nước Nam Việt. Năm 111 trước Công nguyên, nhà Hán tiêu diệt nhà Triệu, cướp nước Nam Việt. Đây là giai đoạn phong kiến phương Bắc đô hộ nước ta lần thứ nhất. Thời điểm đó, kinh đô được đặt tại Phiên Ngung, nay là vùng đất gần Quảng Châu, Trung Quốc. Kinh đô này tồn tại 97 năm, suốt từ năm 207 đến năm 111 trước Công nguyên mới chấm dứt. Khi nhà Hán cử Tô Định sang làm thái thú quận Giao Chỉ, thì hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, cháu vua Hùng, giấy binh báo thù nhà, đền nợ nước. Nhân dân cả nước suy tôn Trưng Trắc lên ngôi vua, gọi là Trưng Nữ Vương, đóng đô ở Mê Linh, trước đây là huyện ở phía đông nam tỉnh Vĩnh Phúc, nay đã sáp nhập vào Hà Nội. Kinh đô Mê Linh tồn tại vỏn vẹn có 3 năm, từ năm 40 đến năm 43. Đến thời nhà Lý, Lý Nam Đế, đến nhà Triệu, Triệu Quang Phục, năm 542, Lý Bí từ quê hương Long Hưng, Thái Bình, triệu tập hiền tài, phát động khởi nghĩa lật nhào chính quyền đô hộ nhà Lương, giải phóng đất nước lên ngôi vua, đóng đô ở Long Biên, Hà Nội, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân. Kinh đô Long Biên tồn tại 58 năm, từ năm 544 đến năm 602. Tới triều đại nhà Ngô Quyền, kinh đô được rời về Cổ Loa, nay thuộc xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội, tồn tại 26 năm, bắt đầu từ năm 939 đến năm 965. Ngô Quyền vốn người ở Đường Lâm, Ba Vì, Hà Tây, từng là trưởng quản đất Ái Châu, Thanh Hóa. Thời đại Ngô Quyền gắn liền với chiến công hiển hách trên sông Bạch Đằng, đánh bại quân xâm lược Nam Hán. Theo đánh giá của các nhà khảo cổ học thì Cổ Loa là tòa thành cổ duy nhất, quy mô lớn vào bậc nhất, cấu trúc cũng thuộc loại độc đáo nhất trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Việt cổ. Cổ Loa xây dựng vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, trước triều đại Thục Phán An Dương Vương. Thành xây hình xoắn ốc gồm 9 vòng, nhưng dấu vết còn lại là 3 vòng tường đất đổ sộ. Đến thời nhà Tiền Lê, vua Lê Đại Hành đã rời đô về Hoa Lư, nay là xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Khi đó, quốc hiệu của Việt Nam là Đại Cổ Việt. Kinh đô Hoa Lư chỉ tồn tại trong vòng 12 năm, từ năm 968 đến năm 980. Tiếp đó, lại một lần nữa kinh đô của Việt Nam được rời về Thăng Long vào tháng 7 năm Canh Tuất, tức năm 1010. Khi đó, vua Lý Thái Tổ đã quyết định rời đô từ Hoa Lư về thành Đại La. Đây là một sự kiện cực kỳ quan trọng của dân tộc Việt Nam, từ tầm nhìn của lãnh tụ cao nhất quốc gia Đại Việt, vì trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân, chỉ có đóng đô ở nơi trung tâm mới có khả năng mưu tính việc lớn, tính kế muôn đời cho cháu con. Bài chiếu rời đô khẳng định chỉ có thành Đại La ở nơi trung tâm của đất trời, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi, địa thế rộng mà bằng, cao mà thoáng, dân cư khỏi cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi, chốn hội tụ trong ngoài của bốn phương. Tương truyền vào một sáng đẹp trời, đoàn thuyền của nhà vua thấy mây hình rồng vàng trên trời nên mới đặt tên kinh đô là Thăng Long. Quốc hiệu Đại Cổ Việt vẫn giữ mãi đến năm 1054 mới đổi tên là Đại Việt. Kinh đô Thăng Long được các triều vua nhà Lý dùng 215 năm, từ năm 1010 đến 1225. Tiếp theo là 175 năm các triều vua nhà Trần, bắt đầu từ Trần Thiếu Tông đến Trần Thiếu Đế, tức từ năm 1225 đến năm 1400. Tới năm 1400, Hồ Quý Ly cướp ngôi vua, lập ra nhà Hồ, đóng đô ở Tây Đô, nay thuộc Thanh Hóa, trong 7 năm từ năm 1400 đến năm 1407, lấy quốc hiệu là Đại Ngu, với nghĩa niềm vui lớn. Hồ Quý Ly có nhiều cải cách táo bạo trong việc trị quốc và đời sống xã hội. Tiếp đó vào năm 1418, Lê Lợi dựng cơ khởi nghĩa ở Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa, chống giặc Minh. Giải phóng dân tộc đưa đến thắng lợi hoàn toàn. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi vua, đóng đô ở Đông Đô, nay là thủ đô Hà Nội. Nhà Lê đóng đô ở đây 99 năm, từ năm 1428 đến năm 1527. Tiếp đến là nhà Mạc, dùng 65 năm, từ năm 1527 đến năm 1592, rồi đến nhà Hậu Lê. Tận cùng là Lê Châu Thống, cũng dùng liên tục 255 năm, từ năm 1533 đến năm 1788. Quốc hiệu vẫn giữ là Đại Việt. Sau đó, Quang Trung Nguyễn Huệ đã rời đô vào Phú Xuân,
nay là Thừa Thiên Huế, và duy trì kinh đô ở Huế trong 24 năm, kể từ năm 1778 đến năm 1802. Ngay khi đánh bại nhà Tây Sơn, lập nên triều Nguyễn, vua Gia Long, Nguyễn Ánh đã chọn vùng đất Phú Xuân làm nơi đóng đô. Ông cho xây dựng kinh đô Huế vào năm 1803. Việc vua Gia Long tiếp tục chọn Phú Xuân làm quốc đô của nước Việt Nam bởi có những lý do chính đáng. Bởi lẽ đây không đơn giản vì đây là đất khởi nghiệp của tổ tiên, mà là vì nhiều lý do quan hệ đến sự hưng vong của triều đại nhà Nguyễn và sự sinh tồn và phát triển của dân tộc Việt Nam. Sách Đại Nam Thực Lục ghi, ở Phú Xuân, nhân sĩ đồng đúc, phong tục thuần lương. Các thánh đóng đô ở đây thực là nơi đô hội bậc nhất của nước Nam. Gia Long muốn đóng đô ở miền Trung để thuận tiện liên lạc với cả hai miền Nam Bắc. Vì lẽ vào thời đó, phương tiện giao thông, cách thức liên lạc vẫn còn thô sơ và chậm chạp. Ra Bắc vào Nam, dù bằng ghe bầu hay bằng ngựa chạm thì cũng mất mười mấy ngày trời, chứ không phải mất mấy tiếng đồng hồ như ngày nay. Huế là vùng đất trung tâm của Việt Nam, lại gần cảng Đà Nẵng, thuận tiện giao thông buôn bán. Nếu đặt kinh đô ở đây thì có thể kiểm soát được cả Bắc Hà lẫn Gia Định, dễ dàng hơn trong việc vận chuyển và liên lạc với kinh đô. Trong lịch sử Việt Nam thời cận đại, công trình xây dựng kinh thành Huế có lẽ là công trình đồ sộ, quy mô nhất với hàng vạn lượt người tham gia thi công, hàng triệu mét khối đất đá với một khối lượng công việc khổng lồ, đào hào, lấp sông, di dân, rời mộ, đắp thành, kéo dài trong suốt 30 năm dưới hai triều vua. Các bạn thân mến, quốc hiệu Việt Nam chính thức sử dụng từ năm 1804, được xác lập bởi chiếu chỉ của nhà Nguyễn, niên hiệu Gia Long thứ 3, cách đây 206 năm. Sau 30 năm chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, non sông đất nước được quy về một mối. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, trong kỳ họp quốc hội đầu tiên, toàn thể quốc hội đã nhất trí lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp năm 1980. Hiến pháp năm 1992 vẫn luôn khẳng định danh xưng ấy và trở thành quốc hiệu chính thức cùng thể chế chính trị mới của nước ta. Thủ đô Hà Nội được chính thức sử dụng từ năm 1945 khi ra đời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho đến nay. Các bạn thân mến, nhìn vào suốt chiều dài lịch sử 1.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, mặc dù qua nhiều lần rời đô đến nhiều địa phương trên cả nước, nhưng cuối cùng Thăng Long, Hà Nội vẫn là địa danh được nhiều đời vua lựa chọn làm kinh đô nhất, và nó cũng là kinh đô có tuổi đời dài nhất qua các thời kỳ, bất chấp việc nó là nơi giáp với Trung Quốc nhất. Rõ ràng cũng trong lịch sử Việt Nam, từng bị Trung Quốc đô hộ và sáp nhập thành một tỉnh của họ rất dễ dàng, và nguy cơ này vẫn luôn tiềm tàng. Vậy thì vì sao các triều đại phong kiến đến hiện tại Hà Nội vẫn được coi là vị trí đắc địa nhất để làm kinh đô? Thưa các bạn, sự lựa chọn Hà Nội làm thủ đô không chỉ dựa trên vị trí địa lý đặc biệt, mà còn dựa trên yếu tố lịch sử, văn hóa và kinh tế. Về vị trí địa lý, Hà Nội nằm ở trung tâm của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, một trong những vùng đất màu mỡ và quan trọng nhất của Việt Nam. Vị trí này giúp Hà Nội trở thành điểm kết nối vùng miền Bắc và miền Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và vận chuyển hàng hóa giữa các vùng, đồng thời cũng là cầu nối với các quốc gia trong khu vực. Hà Nội được coi là trung tâm của miền Bắc. Nó có khoảng cách an toàn tối thiểu 120 km từ Hà Nội tới bất kỳ biên giới trên bộ hoặc trên biển nào. Trong thời chiến, địch phải đi một quãng đường dài để tiến vào nội địa, mà quãng đường đó không hề đơn giản. Đó là trùng trùng đồi núi, là vực cao hào sâu, là gầm răng bẫy thú. Địa hình này trong lịch sử đã bao lần khiến quân đội Trung Quốc phải trào thua khi muốn tiến vào Thăng Long để đánh chiếm Việt Nam. Bài học chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 thắng lợi cũng một phần lớn có sự hỗ trợ từ địa hình rừng núi hiểm trở của Việt Nam. Hà Nội còn có lợi thế tài nguyên nước và đất đai. Với sông Hồng và hệ thống sông ngòi phong phú, không chỉ cung cấp nguồn nước dồi dào mà còn tạo ra vùng đất phù sa màu mỡ, thuận lợi cho nông nghiệp. Sự phong phú về tài nguyên nước cũng giúp Hà Nội phát triển các hoạt động thủy sản, đồng thời cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt và công nghiệp. Thủ đô Hà Nội còn có khí hậu ôn đới ẩm với bốn mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân và thu có khí hậu dễ chịu, thuận lợi cho du lịch và các hoạt động văn hóa. Mùa hè nóng ẩm và mùa đông lạnh giúp đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trồng trọt nhiều loại cây khác nhau. Hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy tại Hà Nội được phát triển mạnh mẽ, kết nối thuận lợi với các tỉnh lân cận và các vùng khác của đất nước. Sự phát triển này không chỉ hỗ trợ cho việc vận chuyển hàng hóa mà còn thúc đẩy giao lưu văn hóa và du lịch. Về mặt lịch sử, Hà Nội đã có một quá khứ lâu dài và phong phú. Khi nhắc đến Hà Nội, không thể không nhắc đến Thăng Long, tên gọi của Hà Nội trong nhiều thế kỷ.
Thăng Long với nghĩa là rồng bay lên, đã từng là kinh đô của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam. Sự lựa chọn này không chỉ mang ý nghĩa về mặt phong thủy, mà còn thể hiện quyết tâm và khát vọng vươn lên của dân tộc. Ngoài ra, Thăng Long Hà Nội còn là nơi chứa đựng nhiều di sản văn hóa và lịch sử của dân tộc Việt Nam. Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc Tử Giám, Hồ Hoàn Kiếm là những biểu tượng không chỉ của Hà Nội mà còn của cả nước, chứa đựng giá trị lịch sử và văn hóa sâu sắc. Trong thời kỳ hiện đại, Hà Nội tiếp tục chứng kiến và tham gia vào nhiều biến cố lịch sử quan trọng của Việt Nam. Từ những cuộc đấu tranh giành độc lập chống lại thực dân Pháp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là nguồn cảm hứng, là điểm tựa tinh thần cho cả dân tộc. Về yếu tố kinh tế, Hà Nội là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam. Sự phát triển của các ngành công nghiệp, dịch vụ cùng với việc là trung tâm quy hoạch và quản lý kinh tế quốc gia, Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả nước. Đồng thời, thành phố cũng thu hút lượng lớn đầu tư nước ngoài và du lịch quốc tế, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Thưa các bạn, có một câu hỏi mà nhiều chuyên gia nước ngoài từng đặt ra là tại sao Việt Nam không đặt thủ đô ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi có điều kiện kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn, hoặc là tại sao không đặt thủ đô ở miền Trung, nơi có thể giữa quản lý hai đầu đất nước một cách dễ dàng. Chúng ta sẽ cùng làm rõ điều này nhé. Thứ nhất là so sánh với thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù về kinh tế, Hà Nội chưa thể cạnh tranh với thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nó lại là có nhiều thế mạnh hơn cả về địa chính trị. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ cách biển vài km, dễ trở thành mục tiêu của tàu chiến. Bên cạnh đó, nước biển dâng khiến thành phố bị ngập trong nhiều lần trong năm. Kinh tế là thứ duy nhất thành phố Hồ Chí Minh hơn Hà Nội, nhưng kinh tế không phải là yếu tố quan trọng nhất để làm thủ đô. Chọn Hà Nội, chúng ta có thể dễ dàng bày binh bố trận, phòng thủ một cách hiệu quả nhất. Trong trường hợp bị xâm lấn, kẻ địch cần đánh bại ít nhất một quân khu từ bất kỳ hướng nào trước khi đối diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Trong khi đó, toàn bộ chính phủ sẽ có thời gian di tản trong trường hợp bị tàu sân bay tấn công từ phía biển. Còn nếu đặt ở thành phố Hồ Chí Minh thì vừa khó khăn trong việc phòng thủ, vừa dễ dàng bị tấn công cơ quan đầu não. Chưa kể, việc duy trì Hà Nội làm thủ đô giúp tạo sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và chính trị. Điều này cho phép thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào vai trò là trung tâm kinh tế, thương mại, trong khi Hà Nội tập trung vào chính trị, văn hóa và giáo dục. Còn vì sao lại không chọn miền Trung làm kinh đô? Tại sao không duy trì kinh đô ở Phú Xuân, Thừa Thiên Huế như triều đại phong kiến Việt Nam từng chọn thì lại có lý do khác? Miền Trung Việt Nam như một chiếc đòn gánh vừa mỏng manh vừa dễ đứt. Chưa kể miền Trung thường xuyên chịu ảnh hưởng của các hiện tượng thiên tai như bão, lũ lụt. Ví dụ, các tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế thường xuyên hứng chịu những cơn bão mạnh và trận lụt lớn. Điều này không chỉ gây thiệt hại lớn về người và tài sản mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của chính phủ, cơ sở hạ tầng và an ninh quốc gia nếu khu vực này trở thành thủ đô. Tiếp đó về địa hình miền Trung nhiều núi non và đồi núi khiến việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trở nên khó khăn hơn. Ví dụ, việc xây dựng một hệ thống giao thông hiện đại và an toàn tại các vùng núi đá ở Nghệ An hoặc Hà Tĩnh sẽ đòi hỏi chi phí và công sức lớn hơn so với vùng đồng bằng. Về kinh tế miền Trung không phải là trung tâm kinh tế lớn nhất của đất nước. Việc chuyển thủ đô về đây có thể yêu cầu đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng, dịch vụ và phát triển kinh tế mà không chắc chắn về hiệu quả tức thì. Điều này có thể làm chậm lại quá trình phát triển kinh tế so với việc tập trung nguồn lực vào các trung tâm kinh tế hiện tại như Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Miền Trung có nguồn tài nguyên tự nhiên hạn chế hơn so với miền Bắc và miền Nam. Ví dụ, nguồn nước và đất đai màu mỡ không phong phú như vùng đồng bằng sông Hồng. Điều này có thể tạo ra thách thức trong việc duy trì nguồn tài nguyên thiết yếu cho một thủ đô đông đúc. Quan trọng nhất là về vấn đề an ninh và chiến lược, còn khó khăn hơn cả thành phố Hồ Chí Minh vì miền Trung địa hình tương đối mỏng, lại có bờ biển dài ở phía đông, rất khó phòng thủ, lại rất dễ bị tấn công từ phía biển. Trong trường hợp có chiến tranh xảy ra, cơ quan đầu não đặt ở đây dễ bị đánh gục. Với kịch bản đó thì Việt Nam chắc chắn sẽ bị chia cắt ngay lập tức. Chưa kể, việc đặt thủ đô ở miền Trung cách xa các biên giới quốc gia có thể tạo ra những thách thức về mặt chiến lược quốc phòng. Khó có những chiến lược quản lý biên giới chắc chắn hơn. Các bạn thân mến, như vậy là đã rõ, việc chọn Hà Nội làm thủ đô là một sự lựa chọn hoàn hảo và khả thi nhất. Nó đã được chứng minh một cách đầy đủ và thuyết phục. 1.010 năm trước, Hà Nội đã được ông cha ta chọn là nơi định đô để tính kế lâu dài, mưu nghiệp lớn. Ngày nay, những dấu ấn, di sản mà tiền nhân để lại đã trở thành nguồn động lực to lớn cho Hà Nội vững bước trong thời đại trí thức và sáng tạo, để Thăng Long Hà Nội mãi mãi là biểu tượng rạng rỡ của đất nước Việt Nam.
Cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ mời anh em xem thêm những video hay nhất của Hồi ức Thời Chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video lần sau.